Linh trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp lại quý vị, rất vui được gặp lại khán giả và đặc biệt ngày hôm nay Mái Ấm Gia Đình Việt đang có mặt tại Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn. Đó là những em nhỏ mồ côi cha, mồ côi mẹ. Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi chia sẻ với họ nhé. Trước khi gặp gỡ ba gia đình thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ khách mời trong ngày hôm nay. Họ là những người cùng đồng hành với ba hoàn cảnh trong chương trình. Xin giới thiệu, đó là diễn viên Kiều Minh Tính và ca sĩ Hoa Mizi. Kiều Minh Tuấn và Hoa Mizi. Cứu tôi. Đó. Đầu tiên thì chào Kiều Minh Tuấn. Dạ, em chào anh. Chào quý vị khán giả. Một lời chào trân trọng nhất ạ. Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Dạ, em rất là hạnh phúc, rất là vui vì tới được chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Và rất là cảm ơn chương trình, cũng giống như là cảm ơn địa phương ở đây, cũng như là nhà trường và khán giả đã luôn đồng hành và luôn hỗ trợ cho chương trình tốt nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hoa Mizi, một cô gái đầy năng lượng tích cực. Xin được chào tất cả quý vị khán giả. Xin được chào tất cả mọi người đang có mặt tại Duyên Khánh, Khánh Hòa. Thật sự đây là lần đầu tiên mà em được về đây, nhưng mà em không nghĩ là em lại nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người như thế. Đây cũng là một cái động lực để em có thể có nhiều sức lực hơn để tham gia những cái vòng thi sắp tới, để mang về những cái cơ hội, những cái giá trị về vật chất cho các hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay. Và hy vọng mọi người sẽ cổ vũ cho hai anh em nha. Trước khi vào chương trình thì chúng ta có một món quà từ Hoa Mizi. Mọi người có muốn nghe bài hát bài gì không? Á Thủy Màu giơ tay lên. Hay là em hát hết album luôn đi. Vậy thì bây giờ hát một đoạn ca khúc Thị Màu để anh Kiều Minh Tuấn làm Thị Màu nha. Thì bây giờ hai anh em mình cùng thể hiện tiết mục này luôn. Anh là diễn viên, anh là ca sĩ đúng không? Rồi, biểu diễn trước để em bắt đầu hát này. Ai thua hát cùng hai nha. Này thầy Tiểu ơi, em là Thị Màu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn gọi mẹ thưa cha anh và cả làng cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tang. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta đã có những cái năng lượng đầu tiên rồi. Mình giữ năng lượng đó một hồi để mình vượt qua thử thách cùng với ba em nhỏ. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ hướng về màn hình để đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con là vợ Lê Thành Châu, học lớp Sóc Sơn, 12 tuổi, trường Đức Văn Tây. Con đang sống với bác nội và chị hai. Con mất sau 2 ngày đỡ mẹ sinh con. Lúc mẹ mang thai em con thì bị bệnh cảm phù thận. Bác sĩ nói là bỏ đứa em đi đi mà mẹ con thấy tội không chịu bỏ. Thì lúc đó là mẹ con ở trong bệnh viện. Mẹ con ở trong đó mà con không phải vô được. Con cầu qua đây con khóc. Dạ con nhỏ, bác sĩ không có cho vô. Thank you.
thấy tuổi thân, không có mẹ, ba con đi làm miết à, bỏ chị em con ở nhà mình. Ăn uống thì không có đầy đủ, ba con thì cứ cắm đầu vậy làm. Mẹ hy sinh vì sức khỏe và cả tính mạng của mẹ để dành cho con. Chắc là do con bị bệnh nên mẹ bỏ con. Nếu mà mẹ không có giờ con thì mẹ cũng đâu có mất. Con mong ước là có một bữa cơm mẹ con nấu, nhưng mà không có được. Con nhớ mẹ lúc khi đám giỗ. Tại nhà con không có tiền nên con nhờ bà bác làm đám giỗ giùm chị em con. Ba con đây là lập gia đình mới, chị em nên con không có đủ sức để lo cho em, nên phải nhờ bác phụ nuôi. Ba con không có nhiều tiền nên cho chị em con cũng không có bao nhiêu hết. Con làm thấy mất mát vì con không có mẹ. Con muốn ở bé con gửi qua chị em con. Con muốn học tới nơi tới chốn nhưng mà không có được. Con nghỉ học hết năm lớp 8. Hiện tại con đang học ngờ. Nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí cho con học. Tại cô chú thấy gia đình con một con mẹ hơi khổ nên mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Con phải cố gắng để học, để có thanh ngờ, để có cái ngờ cho sau này con có thể nuôi em con. Khổ không có mẹ thì làm uống có được bao nhiêu. Chị con lại kiếm tiền từ sáng tới chiều cho đỡ nuôi con. Chị chủ qua đó thấy tội cũng cho con ít đồng để con về nhà cũng có đi chợ đồ. Cơm cỡ 30-40 vậy. Hai chị em con ấy lúc không có tiền thì nhìn đói. Nhưng mà con nghĩ là con nhìn đói được. Nhưng con phải kiếm mớ rau đỡ với lót dạ cho em. Đã lâu rồi hai chị em con không có được ăn cá. Con muốn mua ăn chút cá nhưng mà không có đủ tiền để mua. Hiện tại thì bà nội con năm nay 88 tuổi. Sức khỏe của bà nội con nay yếu dần rồi, không có khỏe như trước nữa. Lúc mà con thấy em con nhìn đói với nội con cũng yếu như vậy mà con không có làm được gì hết, con cũng thấy tội lắm. Về phía địa phương thì khi có nguồn của Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì địa phương thì vẫn hỗ trợ cho bé. Có đợt thì làm bên lao động thương binh thì làm hỗ trợ cái hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng trên tháng. Con ước được đi học tiếp. Em cảm ơn chị vì chị đã nuôi em. Em mong muốn lớn lên em nuôi chị và chăm sóc cho ba nội. Chị mong em có thể học tốt, chăm chỉ nhiều hơn là để lớn lên có cuộc sống đàng hoàng, có tương lai tốt đẹp. Chào đón gia đình con đến với chương trình Má Ấm Gia Đình Việt ha. Dạ. Bà sức khỏe yếu rồi, mỗi lần bà bệnh hoạn thì ai lo cho bà con? Dạ, bác con lo. À, con mong muốn điều gì cho gia đình của mình và cho mình với em mình à? Dạ, con muốn con học ngôn thật là giỏi, được có sau này cũng có thể lo cho em và nậu. Ừ, rồi con đi học vậy thì ai ở nhà nấu cơm nấu nước cho bà với lại em ăn? Dạ, bác cũng ghé lại rồi nấu phụ. Mỗi lần thì con nhớ mẹ con làm gì cho? Con lưu tổ một mình con khóc. Trên phương diện thì đã là mẹ. Cô thấy con có nói là suy nghĩ về cái việc mà khi mẹ có con thì mẹ mất á, thì cô Hòa không muốn con suy nghĩ như thế nữa. Mẹ đã vượt qua mọi những cái sợ hãi để sinh con ra, nhưng mà mẹ không còn trên đời nữa thì đấy là một cái hạnh phúc của một kiếp người của mẹ rồi. Một năm thì tiền học các thứ thì có ai lo cho em? Dạ, ba con lâu lâu cũng lo cho con. Đến đây gặp trực tiếp các hoàn cảnh mình mới hiểu được trong cuộc sống còn nhiều cái khó khăn như thế nào. Và em thứ nhất là cố gắng trong chương trình ngày hôm nay, và thứ hai là chắc chắn sẽ có những món quà để dành cho gia đình. Dạ. Cảm ơn Hòa.
Em thấy cái hoàn cảnh của hai em như vậy á, em tự hỏi Tết vừa rồi hai em ăn gì? Hai em mặc gì? Chị em chị ăn rau hoặc là cá. Do có bác luôn lo cho em dùm. Bây giờ thật sự ra Tuấn cũng không có dám hứa gì, nhưng mà Tuấn với Hòa Minh Di, mọi người ở đây sẽ cố gắng hết sức, và Tuấn và Hòa Minh Di sẽ là thực hiện những thử thách hết mình để có một chút gì đó cho tụi em ấm lòng hơn, vơi đi cái thiếu thốn của mình đi. Thưa quý vị, chắc chắn là quý vị theo dõi truyền hình cũng không thể kềm những giọt nước mắt. Bây giờ hoàn cảnh của gia đình em Châu quá là khó khăn luôn. Bây giờ làm sao để có tiền cho em gái học, làm sao để có tiền cho Châu học tiếp tục nữa? Đó là một câu hỏi chưa có đáp án quý vị. Đó là hoàn cảnh đầu tiên. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Tên là Trâm Alex Bình Trị. Hiện tại con học lớp 7, học trường tiểu học và trung học cơ sở Phước Chiến. Em con 7 tuổi học lớp 2. Mẹ sinh ra con thì con không có thấy ba con. Nè, con cảm thấy tủi mẹ vì có hai đứa con nhỏ rồi nuôi một mình. Năm 1996, mẹ của hai đứa bé này rất khó khăn, không có cơm ăn. Thì hai vợ chồng tôi nuôi, thì thôi bây giờ bằng lại cho mẹ của hai đứa bé này một mảnh đất để cất nhà. Gặp được ông bà giống như gặp được gia đình mới vậy, con cảm thấy hạnh phúc hơn. Mẹ con bệnh ung thư rồi mất từ năm 2023, con chưa kịp lớn để nuôi mẹ nữa mà mẹ đã mất rồi. Sau khi mẹ mất, con sống với ông bà nuôi, mặc dù không phải người trong nhà. Ông bà cũng thương con hết lòng. Lo con về nhà cũ mẹ, con quét nhà rồi ngắm hình mẹ để đỡ nhớ. Quen từ mẹ cùng sống, mở cửa là thấy mẹ. Bây giờ mở cửa ra trống không, nó không nghĩ nữa. Mẹ mất sớm quá nên con chưa kịp để báo đáp mẹ nuôi con. Mà tôi, gia đình tôi thấy buồn quá, để nuôi thêm hai đứa bé nữa. Bé Tuyết thì khóc trong mơ, nhớ hay là mơ thấy mẹ cứ kêu mẹ kêu mẹ, biết là thì ngồi dậy là khóc à, ngồi dậy khóc à. Mới cả tháng vừa rồi hai anh em học về chạy xuống mộ mẹ, rồi bà kiếm hai bé đi đâu không biết, mà không ngờ rồi hai anh em chạy xuống chỗ mộ của mẹ nó, ngồi đó hai anh em khóc. Nếu như ông bà không nhận nuôi con thì con đi lên để chồng chọc cho nhiều mẹ để nuôi em và nuôi con. Con có hạt thì con đi xin rồi trồng, rồi nó ra quả lấy hạt trả cho người ta lại. Cũng may mắn là hai anh em con cũng không bơ vơ, đã có ông bà đã lo cho hai anh em con rồi. Ba bé thì bỏ hai em lúc còn nhỏ, mẹ hai bé mất thì hai cô chú rất là yêu thương và tận tình chăm sóc chu đáo cho hai em. Trong năm qua thì phía địa phương thì giúp đỡ cho cháu là cái món quà của nhà hảo tâm. Cháu là có một ít trợ cấp xã hội để hỗ trợ cho cháu được mua sắm sách vở, quần áo đến trường. Từ khi ngày nhận nuôi hai đứa bé mồ côi này, tôi cảm thấy là vui vẻ trong cái nhà cửa. Với ăn uống này kia, giặt áo quần cho hai đứa bé giống như con ruột của mình. Cho nên cũng trong nhà thấy vui hơn như lúc trước.
Hai ông bà này thì thường thường á, hốt phân bò đó để bán 10 bao rồi á, là thành 130 để dành dụng tiền đó để hai đứa cháu đi học và ăn sáng. Con rất là thích học, cái tay con thì bị gãy rồi con ốc quýt ở trong nhà, con sợ không theo kịp bài tập với bạn bè cho nên là tới hè con mới mổ. Tôi và bà xã tôi không có sức khỏe đều, cứ ngày đi bệnh viện tôi là đi miết bệnh là thận, hay nữa tiểu đường, rất là cao huyết áp, ngày ngày cũng đi miết à. Tôi cũng lo bản thân để có sức của tôi, sức khỏe đều tôi mới lo hai đứa bé. Khi mà tôi nằm xuống rồi chắc ai lo ai cho hai đứa bé sao đây. Mong muốn tương lai tươi sáng của hai cháu cố gắng học và có lấy được nghề nghiệp để lo lại, ôm lại cuộc sống của hai cháu này. Ông bà rất là nhiều để nuôi hai tụi con, yêu thương hai tụi con rất là nhiều. Con rất là cảm ơn ông bà. Con cũng thương ông bà cũng như mẹ của con. Rồi, chào anh. Chào mấy con. Mời con vào nào. Vào đây nào, vào đây, vào đây. Đầu tiên là phải nghiêng mình. Cảm ơn anh. Anh là một ân nhân tuyệt vời. Nghe kể hoàn cảnh hai đứa nhỏ mà Quỳnh Linh cũng xót xa lắm. Cho chú Quỳnh Linh hỏi nào. Tuyết hả? Dạ. Con có hình dung được ba mình là ai không? Dạ không. Không luôn. Mỗi lần nhớ mẹ là con chạy ra mộ vậy đó hả? Dạ. Còn con, em nằm mơ nó thấy mẹ chạy ra mộ, mẹ mình cũng chạy ra. Mình nói với mẹ gì hả con? Dạ, mình nói với mẹ là mẹ đừng có lo, đã có ông bà nuôi dưỡng hai tụi con, mẹ đừng có lo. Quý vị thấy đó, chỉ có một tình yêu thương của mẹ thôi. Trời, mà cũng không còn mẹ nữa. Cảm ơn anh, một ân nhân mà phải nói nó tuyệt vời. Rồi mình có con gì không anh? Dạ, trước đây có một đứa con theo chồng ở Bình Thuận. Có một đến khi mẹ hai đứa mất á, là mình thấy không để nó đi bơ vơ trong ngoài đường, cho nên hai vợ chồng xin để lưu đem về nuôi. Dạ. Con gái, Tuyết ước mơ gì nè? Con ước mơ để làm cô. Hả? Làm cô giáo. À, ước mơ làm cô giáo. Còn chị nè, con ước mơ làm gì? Dạ, con ước là sau này làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Để nuôi ông bà. Ước mơ thật là trong sáng, làm một cô giáo, một người thì làm bác sĩ. Ước mơ đó đến bây giờ đối với con hai đứa luôn, phải nói nó khó vô cùng. Em thấy ví dụ như em đây là mất ba là đã khó rồi. Hoàn cảnh của hai em đây là không có ba, không biết ba, mà còn mất mẹ nữa, thật sự rất là bơ vơ. Ngày hôm nay á thì cô Hòa có mặt ở đây cũng như là chú Kiều Minh Tuấn, thì chắc chắn là cô Hòa và chú Kiều Minh Tuấn sẽ cố gắng để trở thành những người thân thiết giống như mẹ, giống như bố của các con, giống như những người anh, người chị, những cô chú để giúp đỡ các con, để có thể giúp các con có nhiều hơn những cái cơ hội trong tương lai của mình. Ấm áp làm sao ha. Rồi bây giờ á là mọi người cũng hiểu được vấn đề, mọi người cũng sẽ cố gắng làm sao mỗi người sẽ giúp một chút để gia đình mình có thể vượt qua những cái ngặt nghèo trong cuộc sống đó. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta đến với hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Trọng Tuấn, học lớp 5, trường tiểu học Lê Quý Đôn. Con đang sống với mẹ. Tôi phụ dưỡng em bé, người ta cho ngày dẹp bè phòng trọc. Tháng cũng có 4-5 lần dẹp, chứ cũng có nhiều.
thì mùa mì chay mà nhiều lúc cũng ớ lắm, là nhiều lúc cũng là tiền có cũng đi làm thì vài rác thôi vậy. Bấm 4 giờ rưỡi bấm cửa bà con mình đi giá vé kiếm đem 10.000 này không nén sáng cho chứ ai mướn gì làm đấy. Cha con mất từ năm 2023, cha con mất về bị tai biến. Cha mới lúc còn sống đi làm hồ mà lúc chẳng mấy bà anh bà đi tai biến gì đâu, mà giờ con còn nhỏ quá anh ráng làm kiếm tháng nên bà đem rượu cho cuộc sống mưu sinh. Mà giờ chẳng mấy giờ anh trở lại lần hai là anh đi luôn, báo lại mấy con còn một đống nữa. Đừng đeo mái ấm gia đình hạnh phúc mà ai cơ. Bà không đi tốt nha. Cũng biết chia sẻ cho ai. Nhiều khi buồn mà không biết chia sẻ cho ai mà khép miệng. Tuy là nó biết bé nó mất là qua mai cháu đi học là nó khóc quá trời luôn. Nó nói mẹ ơi, mẹ ơi đưa bé giờ làm gì. Nó khóc, nó đẹp đeo giữa ớt đất mà nó khóc. Mình không biết nói sao. Lúc con thấy quan tài của cha, con chỉ nghĩ là mọi người đùa, vì con không tin là cha quá chết. Khi cha bị tai biến nó cũng đi làm nuôi con. Cha dặn con là phải nhớ học, nên con lấy cái đấy làm động lực để con đi học. Con nói với các bạn con cha là hãy trân trọng cha khi vẫn còn sống, tại vì khi mất cha thì rất là tủi thân. Sau khi cha mất, mẹ cố gắng đi làm để nuôi con ăn học. Cả lúc tháng đi nhầm nhựa được 500-700, cả lúc cũng có đó. Tàu con bị cho con đi xin tiền. Người cha xuống quán ở phở ấy. Người cha nên 10.000 vậy con ăn sáng không đi hẹp hẹp ngày cũng được. Đi một bữa đâu, nó nói người ta nào không có cha mẹ. Mình vô quán, nó đứng xeo rụt rìa, nó không có vô. Mà nước mắt con nó khắp hai hẹn. Nó nói mẹ coi đừng có dẫn con đi dậy. Nó có mặt cảm. Sợ sau này bạn bị xấu hổ đó. Con không trách mẹ vì mẹ đã khó khăn quá rồi nên mẹ mới biểu con làm vậy. Tôi là xuất phi là nó cũng yếu ớt lắm, có khối u là nó nhức hết xuống cánh tay luôn, mà nhiều khi nè không có biết gì nữa. Là từ ngày anh mất nay là cũng có tiền đi tái khám. Trong thời gian đến ấy thì địa phương cũng sẽ hướng dẫn cho chị Bảo đi khám cho bệnh và lấy hồ sơ bệnh án vừa gửi cho địa phương hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, để mà nếu đúng tình trạng bệnh địa phương sẽ xem xét làm trợ trình để đơn vị hướng cho chị hướng trợ cấp xã hội về đóng bảo hiểm và cũng như là các cái chế độ chính sách cho em Tuấn theo em học trong thời gian đến. Con sợ một ngày nào đấy mẹ cũng mất giống như cha. Nếu có tiền thì con muốn mua thuốc cho mẹ và chữa bệnh cho mẹ. Sáng là có hầu 5.000, sau có hầu có làm mua gói mì gói, mà mì gói anh biết cũng không có tốt cho em bí. Là cơm còn là chiên rồi lên cho em bí ăn rồi đi học. Còn tôi là khi còn cơm nguội là bóc cục em đi làm giá giá. Cho nên không có chờ chọn miễn sao em na cái bụng mà. Ước mơ con là muốn học tới đại học. Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Tấn ơi, mẹ mong muốn cho con học thành tài, chờ không có giống cuộc sống khô như mẹ vất vả. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng ăn học để thành đạt. Con mong rằng con sẽ có một công việc tốt để lo cho mẹ. Chào chị, bà con, vào đây nào. Cũng toàn là những giọt nước mắt. Mày nó nói nghe đứt ruột ha. Những ai còn cha phải trân trọng. Nói này không có cha có mẹ lúc đó thấy khổ. Các con thấy chưa?
có gia đình không có cha không có mẹ, ước mơ đơn giản là chỉ có cha có mẹ thôi. Đầu chị đau sao? Cục vì khối u vậy, nghi là bên tay nói nó đập. Xong đi khám bệnh đi. Giờ này ba tác cái tiền về nó mất một con nợ nè, ít bạn biển á. Cái u này bác sĩ còn nói là mình chữa trị hết bao nhiêu không chị? Nào đôi mô là tiền nhiều lắm mà có mô ở đây là rén sống rồi mâm thùng đủ đồ vô nè. Nè chị ơi, về kỳ này á là phải đi khám bệnh. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ. Kỳ này con về con phải bắt buộc mẹ đi khám bệnh. Bởi vì khám bệnh thì mới có phác đồ điều trị chính xác của các bác sĩ chuyên môn. Hứa với Quỳnh Linh đi. Dạ hứa, ta nuôi cho cháu nó ăn học thành tài. Khó lắm á, gia đình chị rất là khó luôn. Thật ra sau chương trình thì á, chương trình sẽ hỗ trợ chị một ít. Dạ. Nhưng mà chị hứa rằng á, là phải đi khám bệnh. Thứ nhất, thứ hai là dành một cái sổ tiết kiệm riêng. Dạ. Cho nó đi học. Chỉ có nó học tốt, nó học giỏi thì mới thay đổi được số phận gia đình mình thôi. Dạ. Nha chị nha. Dạ. Rồi, thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ ba. Quỳnh Linh mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho Kỳ Minh Tuấn và Hoa Mỹ Di. Bây giờ chúng ta sẽ đến thử thách đầu tiên ha. À, nếu như mà hai bạn vượt qua thử thách này thì chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên dành cho ba bạn nhỏ. Dạ. Còn nếu không vượt qua thử thách này thì mình không có quyền ưu tiên cho mấy đứa nhỏ. À. À, thành ra là áp lực cũng dữ lắm. Đây là bánh bon bon. Dạ. Đó, bánh bon bon nó vậy nè. Dạ. Ngon lắm. Ngon, em thích bánh này lắm á. Ngon, thích không? Dạ. Thích rồi, đơn giản là em sẽ ăn bánh bon bon. Dạ. Hai người sang bánh bon bon. Sao đơn giản quá vậy? Đơn giản lắm. Ăn bánh tao, ăn như thế nào? Ăn trong vòng 1 phút 30 giây. Kiều Minh Tuấn ăn 5 cây. Trời ơi, Thiên Anh. Đúng rồi. Nói chứ mỗi người ăn 3 cây thôi. 3 cây hả? 3 cây thôi. Chứ tâm lý của em là ăn hết dĩa, ăn luôn cái bàn này nữa. Ăn luôn cái bàn này nữa. Cái ghê quá. Rồi nè, chuẩn bị, chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Ăn hết cái cây nha. Trời ơi, ăn luôn cây luôn hả? Ăn cái cây. Ăn ngay cho nước đàng hoàng nha. Trời ơi, ăn từ từ ngẹn, uống nước vô hả Mỹ Di? Uống nước vô, bình tĩnh. Còn thời gian nhiều. Bình tĩnh. Thôi rồi, từ từ, nuốt xong hắn ăn cái thứ ba. Bình tĩnh. Nuốt nha. Cây thứ ba. Thôi thôi, tội nghiệp quá. Quá dữ. Nó phụ luôn. Thấy ghê không? Năm. Anh 4 hết rồi anh ơi, bánh lâu rồi. 3, 2, 1. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Yeah. Yeah. Anh ơi, trời ơi, anh ơi, cái vòng này hết nhiêu vậy? Rồi, được rồi đó. Không. Yeah. Yeah. Chúc mừng, đồng hồ đã dừng lại phút 30 giây. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Cảm ơn mọi người. Đây, mở ra. Mở ra xem coi được quyền ưu tiên gì. À dạ. Được giảm 20 cái bánh tráng thưa quý vị. Đó là quyền ưu tiên của Kỳ Minh Tuấn và Hòa Mỹ Di dành cho ba em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em nhỏ. Xin mời. Cảm ơn quyền ưu tiên của Kỳ Minh Tuấn cùng với Hòa Mỹ Di đã giúp cho ba em có cái thử thách này. Bây giờ thì mình sẽ nỗ lực để thực hiện thử thách cho chính bản thân của mình. Chú Quỳnh Linh cho ba người hỗ trợ. Nhưng mà nhiệm vụ chính là ba con nha. Mình chạy mình lấy bánh tráng, mỗi lần cái mình lấy về hết trong bánh tráng đây đây. Sau đó tụi con phải nướng được 10 cái bánh tráng. Rồi sẵn sàng. Thời gian lấy bánh tráng và nướng bánh tráng. Bắt đầu chạy. Vô. Xuất phát. Cố lên. Lấy đem về con, chạy đem về. Chạy về đi con.
cái lên nào. Đó, đỡ qua cái. Có cái dĩ đâu, cái dĩ đâu. Anh ơi, cho tụi em lên. Lên luôn. Lên. Lên. Nào. Lấy lên con. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Chạy luôn. Nướng đi. Quan trọng là nướng thôi. Ai nướng chín trước là được rồi. Sao bên kia, sao bên kia? Ai ra đâu? Đi ra, đi ra, đi ra. Để anh Vũ phụ cho nha. Cháy rồi em ơi, cháy rồi, gia đình ta lo kìa. Trời ơi. Tuấn ơi, Tuấn báo vậy Tuấn, Tuấn cái nướng gì mà cháy hết trơn à? Trời ơi, em nướng mà tôi chịu đòn đó. Đúng rồi. Cái cuối cùng, giỏi tay là Tuấn ơi. Cái cuối cùng ơi. Mấy cái, còn mấy cái? Còn hai cái. Còn hai cái nữa hả, để anh. Đường. Đấy. Xong, đội đầu tiên. Quá trời, ủa xong rồi. Anh Linh. Còn sao? Sao? Anh hỏi trời yếu quá. Còn mấy cái. Ba. Đội. Còn cái. Đội thứ ba. Xong. Sao? Đầu tiên, người có thời gian đang thấp nhất. Đó là đội của em Tuấn. Thời gian là 6 phút 47 giây. Trời ơi. Ủa sao hay vậy? Đội giỏi của... rồi. Đúng rồi. Đội của em Bình Trị là 6 phút 50 giây. Wow. Và đội của em Châu là 6 phút 52 giây. Yeah. Chúng ta chỉ hơn thua nhau có mấy giây thôi. Đúng rồi anh. Chưa có vấn đề gì hết. Dạ. Đúng rồi. Mình còn thử thách thứ hai mới là quan trọng. Đúng. Chúng ta cho tràng pháo tay dành cho các người nướng bánh trắng khét ngon nhất. Ta sẽ đến với thử thách dành cho Kiều Minh Tuấn và Hòa Mỹ Di. Yeah. Yeah. Cảm ơn Kiều Minh Tuấn cùng với Hòa Mỹ Di. Chúng ta vẫn còn một quyền ưu tiên nữa với một thử thách nữa. Nhảy dây thổi bong bóng. Nhảy dây thổi bong bóng. Đúng rồi. Hai bạn sẽ cùng nhảy dây. Rồi bạn nào cầm dây, bạn nào thổi bong bóng thì thổi bong bóng. Vừa thổi vừa buộc. Sau thời gian 3 phút, mình thổi được 5 cái bong bóng là xong. Rồi chuẩn bị. Nào, cho hai bạn này một tràng pháo tay động viên tinh thần đi các bạn nhỏ. Thời gian 3 phút bắt đầu. Lặp lại, lặp lại. Mau lên. Tiếp tục. Cứ tiếp thổi tục. Đi. Cứ thổi đi. Cứ thổi. Anh sẽ đau. Cái nó nhanh lên. Vì sao thổi lại một bóng rồi. Đây đây đây. Phải lên. Trời ơi. Để đâu anh? Bỏ vô thùng phi đi, kệ nó hồi tôi lấy ra. Dạ. Tiếp tục. Chậm nhanh lên. Ơi, em đếm chậm lắm. 1 2 3 4 5 Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên hết thời gian em ơi, kệ đi em ơi. Sắp 30 giây rồi. 2 3 Vô. Em cái thứ ba. Cái thứ ba rồi còn hai cái nữa nha lên. Trời ơi, 1 phút 30 mấy giây rồi lại còn 1 phút 20 giây nữa đó. Ủa lên. Thôi nhảy. Dừng em ơi. Đủ em ơi. Cái cuối cùng. Nhanh lên. Bắt đầu. Trời ơi. Mất hơi rồi. Sao sao? Rồi xong. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình chào bắt tay. Rồi nè. Bây giờ mình kiểm tra bong bóng coi. Trời ơi. Thổi 5 cái bong bóng nè. Đó. 5. 5 trái. Anh ơi tính lại lẹ đi, không nói gì hết. Nhanh lên. Rồi. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Mình chỉ mở quyền ưu tiên thôi. Dạ. Rồi em mở đi. Được giảm 15 con cá. Giỡn hoài, 150 con cá. 1.500. Yeah. Giảm 15 con cá, chúc mừng. Và bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin mời. Yeah. Cố lên. Chúng ta đang đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Thử thách cuối cùng là thử thách rất là quan trọng đối với ba con. Thắng trong thử thách này
sẽ có cơ hội bước vào vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Thành ra phải cố gắng hết sức mình ở thử thách này cho con nha. Nó rất là quan trọng luôn đó. Đây là ba cái bong bóng, một cái số 1, cái số 2, số 3. Đứa nào bóc số 1 thì trước, thứ 2 thì sau, thứ 3 thì thứ 3. Được chưa? Cho nó công bằng các con nha. Rồi, con nhỏ nhất nè, cho con bóc trước. Rồi, số mấy? Số 1. Số 1. Yeah. Thì đầu tiên. Rồi, kế tiếp. Số 3. Rồi, vậy là chị thì thứ 2. Được rồi. Bây giờ thứ nhất ở lại, thứ 2, thứ 3 vô kỳ nghỉ, chúc chơi sao. Bây giờ như thế này. Có cô chú đồng hành rồi. Nhiệm vụ mình là lấy con cua, lấy con cá bằng cái cây đó. Cho đúng rồi. Câu mang về, bỏ ở đây. Đúng rồi. Rồi sao nữa anh? Xách con cá đi qua cái kia. Xách nguyên cái này luôn anh? Không, xách con thôi. Xách con thôi. Xách con thôi. Rồi, để em cầm bên anh nói đúng để rồi, em cầm. Chạy qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn. Rồi, đứng trên cái cây này. Rồi, đứng trên cái cây này, lên đây luôn anh. Đúng rồi. Đó. Ủa? Đó. Đứng đó sao mà nó vẫn thảy vô trong cái rổ kia. Dạ. Khi nào có 10 con là xong. À. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Nào, bây giờ con nè. Số mấy con? Số 0. Không không nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô em. Thấp chạy đi, đúng rồi. Bình tĩnh nha. Chạy nhưng mà cẩn thận. Đó, đúng rồi. Đứng lên đó, thảy sao vô cái rổ là được. Em ơi. Thảy đi. Chết rồi, tiện đình. Ê, trời ơi, tức quá. Tiếp tục. Kiều Minh Tuấn đi nào. Dạ. Đâu tôi có linh cảm mà. Được một con rồi. Yeah. Vô. Con thứ hai. Yeah. Vô. Được rồi, cuối cùng ta đã làm được. Đó, gần sát bãi luôn rồi đó. Nào. Vô. 2, 4, 5 rồi. Cán cái này được nè Hòa. Cán vô. Táo rồi. 7. Đó. Vô. 8. 9. Ừ. 10 nè, 10 nè. Mười nè. Ủa tám lần vậy? Mười nè. Yeah. Như vậy là tôi đã bấm đồng hồ dừng lại rồi. Thưa quý vị, đó là đội đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục với đội thứ hai. Coi chưa? Dạ coi rồi anh. Số mấy? Không 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 không. Không không không. Dạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Đó. Cố gắng lên. Nỗ lực và cố gắng vẫn là quan trọng nhất. Đội nào sẽ thắng, đội nào dễ nhất, đội nào dễ nhì, dễ ba đây. Từ khó đến dễ, 3 phút tôi sẽ dời qua đây. Sao vậy? Trời ơi, giỏi vậy, quá giỏi vậy, kinh nghiệm rồi. Vô. Hay quá. Vô cái nữa nè, này vô không vô coi không được cái nè. Hay chắc là vô rồi đó. Cái này nhục lắm anh ơi. Kinh nghiệm rồi đó. Ngon lành, ngon lành. Vô. Vô. Rồi bây giờ vô nè. 6. Nói gì nữa? Nói gì nữa? Nhắm mắt luôn nè. Rồi, nhắm mắt nè. Nhắm mắt. Gì nữa? Nhắm mắt luôn nè. Nhắm mắt luôn nè. Trời ơi. Đó cái gì vậy? Ủa nó kỳ ta. Trời ơi, đó là một bài học. Em đừng nghĩ đi nha mấy em. Vô. Hay quá rồi. 8. Còn 2 con nữa. Nè, 9 nè nha, 9 nè. Không có 9 là quýnh nè. Vô. Qua VC quyết định. Con cuối cùng. Vô. Tuyệt vời. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đội cuối cùng. Xin mời. Nào mời con xem đồng hồ cho chú Quyền lên nào. Không không. Không không. Thời gian dành cho đội thứ ba. Bắt đầu. Lấy con cá, lấy con cua, đem qua kia, bỏ vô rổ là xong. Nói như vậy không phải đơn giản. À, muốn được con cá vô rổ thì cũng khó khăn lắm. Trời ơi, lại xa thế. Xa thế. Chưa. Ôi. Chưa được rồi.
Ủa thôi, tao sao lẹ vậy? Tao, người dẫn đầu. Nè, anh ơi, vô. Được rồi, đúng là người dẫn đầu. Yeah. 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 Hay quá rồi. Đúng rồi. Đó là con trai. Đúng rồi. Yeah. Hay lắm. Hay quá. Vô. Hay. Còn nãy giờ chơi vậy mới thấy hay á. Thứ năm rồi. Cổ lên luôn. Cổ vũ đi bà con ơi. Đâu. Cổ vũ giùm em cái đi bà con ơi. Vô. Bà con diễn khởi ơi. Cổ vũ à. Còn hai con nữa. Hay quá. Nè, quyết định đó. Quyết định anh ơi. Quyết định đó. Quyết định. Thắng hay thua. Quyết định. Thắng hay thua. Thắng. Thắng. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu cộng thời gian xem đội nào sẽ đội chiến thắng. Xin mời. Chúc mừng các con. Các con đã vượt qua những thử thách của chương trình. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của chú Kỳ Minh Tuấn với cô Hòa Mỹ Di đã giúp các con. Sau đây là kết quả. Đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Wow. Thuộc về đội em Tuấn. Chúc mừng Tuấn. Vui lên nào. Như vậy là Tuấn và mẹ sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Rồi chị ơi, chị cảm nghĩ như thế nào? 15 triệu là đỡ cho cháu na ăn học rồi. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho cháu Tuấn. Bây giờ đội đang giữ số thời gian thấp nhất là 10 phút 47 giây. Đội về nhì 10 phút 51 giây. Có nghĩa là chúng ta chỉ hơn thua 4 giây thôi. Trời ơi. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu. Còn đội về nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt ở đó. Giá trị giải thưởng rất là cao. Xin chúc mừng đội về nhất. Thuộc về đội em Tuyết và em Kỳ. Chúc mừng. Nào, tất cả chúng ta cùng chúc mừng cho đội của chị và Tuyết nha. Đội của Châu sẽ nhận được 20 triệu đồng. Dạ. Chị của Châu nè, con học một khóa về bao nhiêu tiền? Dạ là một chỉ. Học một khóa thôi hay là mấy khóa lượng em? Dạ học ba khóa. Ba khóa. Còn hai khóa nữa. Còn đội về nhất ngày hôm nay sẽ nhận được giá trị giải thưởng chưa biết bao nhiêu, ta sẽ bước vào vòng trong. Dạ. Hồi tí nữa thì em có quà riêng. Có quà riêng. Dạ. Rồi. Cho mấy đứa nhỏ. Ok. Dạ. Đối với em thì việc học của các em nhỏ vẫn là việc quan trọng nhất. Em muốn tài trợ cho cả ba em được đi học từ giờ đến hết lớp 12 là mỗi em 30 triệu ạ. Quá tuyệt vời. Người ta hay nói là mình tạo cơ hội ấy, sẽ tốt hơn thì em muốn là gửi cho chị gái của Châu thêm 10 triệu đồng nữa. Dạ con cảm ơn cô Hoa. À còn một em bé nữa mà. Còn Tuyết đúng không? Đúng rồi. Thì thôi cô Hoàng cũng lì xì Tuyết 10 triệu luôn ạ. Wow. Như vậy là hôm nay gia đình của Châu là con có 60 triệu. Yeah. Đó. Rồi gia đình của Tuấn á 15 triệu. 15 triệu cùng với 30 triệu là 45 triệu. Wow. Tạm ổn rồi. Còn gia đình của chị thì chưa biết có bao nhiêu. Mình đã có 40 triệu của cô Hàm Di tặng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Máy ấm gia đình Việt để xem gia đình của chị nhận được bao nhiêu bản logo của chương trình. Xin mời. Đầu tiên là chúng mình lên chúc mừng con. Dạ. Con đã bước vào vòng đặc biệt rồi. Vấn đề rút được bản logo bao nhiêu thì chú chưa biết.
Dạ. Vẫn phải nỗ lực con ha. Dạ. Ở đây có rất nhiều quả bóng. Mỗi người lấy quả bóng mà đi qua chướng ngại vật. Mình thảy vào cái thao. Thảy gì nào cũng mỗi cái thao có quả bóng là xong. Nếu ta thực hiện thử thách này trong vòng phút 30 giây. Dạ. Mình sẽ rút hết logo máy ấm gia đình Việt luôn. Dạ. Nếu mình hoàn thành thử thách trong vòng 2 phút. Mình sẽ rút được 6 bản. Dạ. 3 phút mình có 4 bản. 4 phút mình có 1 bản. Qua 10 phút không có bản nào hết. Đó là vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua thử thách đó bằng cách là mình sẽ chinh phục nó. Chơi thôi. Trời ơi. Nào. Trời ơi. Bây giờ chơi thôi chứ biết sao giờ. Mình có đồng hồ biết sao giờ. Thấy chưa? Thấy chưa? Cần nhìn đi con. Số mấy? Bắt đầu chơi, chú Linh bấm đồng hồ chừng nào xong bấm lại xong. Ha. Dạ. Ok, chuẩn bị. Khoan anh, đợi em cái. Qua đây về cái. Về. Hừng lên. Cố lên thẳng lên nha con. Cố lên nha. 1 2 3. Yeah. Cố lên. Bắt đầu. Yeah. Đúng luôn. Đúng rồi. Lên con, lên. Lên luôn. Bớt cái đi, chạy mệt lắm. Trời ơi. À. Chưa vô được. Ráng đi nào. Một cái. Dẹp luôn. Không có dễ luôn. Khó quá. Vô. Anh chơi nổi. Trời ơi dẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi dẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi anh ơi sao vậy anh. Dẹp luôn. Dẹp luôn đi anh ơi. Cho nó dễ luôn. Vô. Vô luôn. Đó. Ủa. Hả? Sắc coi rồi đó. Ủa. Lắm dữ vậy. Vô luôn. Hãy bỏ vô luôn. Ê. Thôi. Lắm quá. Chạy luôn đi. Chạy thật. Ê cái này giống như phơi cá vậy đó anh. Giống như vậy phơi cá với quê em vậy đó. Thôi, thầy vô. Yeah, không rồi á. Thôi chưa. Thầy, cuối cùng thì gia đình của em chị nhận được 2 bản logo của máy ấm gia đình Việt. Chúc mừng cho gia đình em chị và Tuyết đã đến với vòng đặc biệt, mình nhận được 2 logo. Bây giờ anh thích logo nào anh chọn cái đi anh. Ông chọn một số cái mấy? Đi. Số 6. Số 6. Số 6. Rồi, mình rút số 6 thôi. Rồi, Tuấn dẫn anh qua đây. Có nhiêu mình rút nhiêu. Logo đầu tiên. Anh ơi từ. Từ. Rút miếng nữa anh ơi. Hút. À. Hi. Hạnh phúc nha. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. 1, 2, 3. Đó. Gửi tặng anh 10 triệu đồng. Rồi chúc mừng anh. Bây giờ nè, con chọn đi con. Con chọn số mấy? Con chọn số mấy? Số 1 luôn. Số mấy? Số mấy? Cái gì? Số 1 đúng không? Số 1 đúng không? Bên kia có số 1 không? Số 1. Số mấy? Số 1. Mạnh miệng coi. Số 1. Yeah. Ba người nói lúc nào. Hỏi em. 1, 2, 3. Số 1. Trời ơi. Thôi. Đi, cầm em cầm cho. Đây, anh cầm cho. Rồi, bé qua ơi, con, qua đây con. Con. Qua được. Đây. Số 1 đây mà ít lắm. À, anh ơi, em bị yếu tim. Từ từ anh ơi. Qua qua đây rút đi qua. Anh ơi. Trời ơi. Đúng rồi. Qua ơi. Hoa sân hôm, hệ thống vật liệu xây dựng và nội thất. Số. Lát đi. Rồi, 6 số 0 rồi. Bao nhiêu? Ừ, 5 triệu á. Con có được không? Yeah. Con ứng có số không là ok rồi. Không được 10 triệu. Không được. Được. Yeah.
ơi, trời ơi. Yeah, quá là tuyệt vời luôn. Con gái nè, con còn quá nhỏ để hiểu những cái nỗi đau trong cuộc sống này. Con cũng còn quá nhỏ để biết cái niềm vui ngày hôm nay. Chú Quỳnh Linh tin rằng con sẽ lớn lên trong cái tình yêu thương của mọi người. Mọi người sẽ yêu con nhiều lắm. Tuyết nha. Dạ. Thương quá à, một đứa nhỏ mà luôn luôn nhớ về mẹ. Và ngày hôm nay chú Linh tin chắc rằng chị, Tuyết và anh sẽ nhớ mãi giây phút đó. Chúng ta làm sao cố gắng nỗ lực trong cuộc sống. Cảm ơn tấm lòng của anh và chị. Cảm ơn tất cả mọi người đã đem đến mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Cảm ơn Kiều Minh Tuấn. Cảm ơn Hoàng Bizi. Các bạn thật là tuyệt vời. Chắc chắn rằng tất cả gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ Quỳnh Linh trân trọng mời cả ba gia đình ra đây để chúng ta cùng nhận những món quà từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Tuyệt vời làm sao với những giọt mồ hôi của các bạn đã đổ xuống ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ là kết quả. Đầu tiên xin mời Hoàng Mỹ Di. Đây ạ, à, đây là của gia đình nhà. Xin được chúc mừng gia đình ạ. À. Hy vọng là cuộc sống sắp tới của gia đình sẽ tốt hơn. Dạ vâng. Tiếp tục mời Kiều Minh Tuấn. Dạ, xin chúc mừng gia đình. Rồi, chúc cho hai đứa sức khỏe thật nhiều. Và đây là những tấm lòng của mọi người. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì phải luôn luôn tích cực, tuy nghĩ thật là tích cực nha. Dạ. Phải làm một người có ích cho xã hội nha. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Còn bây giờ chúng tôi xin mời ông Vũ Văn Thanh, tổng đốc của tập đoàn Hoa Sen sẽ trao số tiền 60 triệu đồng cho gia đình chiến thắng trong ngày hôm nay, gia đình của em chị. Mời anh. Dạ. Chúc mừng gia đình. Xin kính chào quý bà con, kính chào anh Hùng, và ba gia đình. Tôi xin thay mặt cho tập đoàn Hoa Sen trao tặng cho cháu chị và cháu Tuyết số tiền là 60 triệu đồng. Tôi cũng mong là cháu chị và cháu Tuyết á, là cố gắng học hành để không phụ lòng ông Hùng đã giúp đỡ hai cháu trong thời gian qua. Và tôi cũng xin chúc cho ba gia đình là nhiều sức khỏe và bình an, hạnh phúc. Các cháu sẽ cố gắng học tập để trở thành là con ngoan, trò giỏi, để mà thay đổi chính mình cũng như là thay đổi gia đình mình trong tương lai. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn Vũ Văn Thanh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có những cái món quà dành cho ba hoàng đặc biệt. Và bây giờ chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thanh, tổng đốc của tập đoàn Hoa Sen sẽ trao một thư cảm ơn cho ca sĩ Hoa Mỹ Di. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Và một thư cảm ơn cho Kiều Minh Tuấn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn Vũ Văn Thanh rất là nhiều. Cảm ơn Kiều Minh Tuấn, cảm ơn Hoa Mỹ Di. Cảm ơn quý vị và các bạn, đó là tình cảm chân thành mà chúng tôi muốn dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi, hãy cùng chia sẻ với tôi quý vị nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicom thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.